Nếu anh em muốn mua Robert một cách dễ dàng, nhanh chóng, uy tín, chất lượng thì hãy truy cập ngay robertviet.com để có thể thanh toán dễ dàng bằng thẻ điện thoại. Thanh toán dễ dàng, nhận ngay Robert nhé anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình và mình là Trendly Gamer. Thì ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn một số anh em và các bạn nào mà không biết cái cách lên tầng. Biết được cái cách lên tầng hay không? Thì nói về cái cách lên tầng của cái tựa game World Zero này thì nó cũng khá là đơn giản thôi anh em à. Thì mình cũng được rất nhiều anh em và các bạn chỉ dẫn hay không? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ lược cái cách lên tầng 2 thôi. Thì đầu tiên á, anh em muốn lên được tầng 2 á thì anh em phải đủ những cái đẳng cấp. Đây 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 đây. Đây. Mình sẽ mở lên cho anh em xem ha. Level 1, level 4, level 7, level 10 và level 12. Thì ở cái giới hạn level 12 á, anh em vượt xong cái tầng cuối cùng của cái khu vực tầng 1 á, tiêu diệt con boss cuối cùng rồi thì anh em có thể lên được tầng 2 ha. Thì miễn là anh em đi đủ từng cái dungeon 1 trên 1, rồi 1 trên 2, rồi 1 trên 3, rồi 1 trên 4. Và đây là cái dungeon cuối cùng của tầng 1 nha anh em. Cuối cùng của tầng 1 anh em vào đây giết boss. Thì sau khi mà giết boss xong á thì anh em về thành đây thì anh em sẽ thấy một cái đường mũi tên, nó sẽ chỉ anh em lên trên tầng 2 nè. Anh em chỉ cần chạy lên trên đây thôi ha. Và sau đó là sẽ có một cái trụ teleport để cho anh em tele qua tầng 2. Rất là đơn giản thôi anh em à. Và mỗi tầng thì sẽ có một cái loại pet riêng của tầng đó ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tele lên tầng 2. Thì hiện tại là cái game này thì mình thấy nó chỉ có 12 tầng thôi anh em à. Ở đây thì anh em thấy chỉ có là khu vực tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5. Thì chừng nào mình lên tầng 5 thì tính tiếp những cái tầng kia nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ qua khu vực tầng 2 ha. Thì anh em cũng đã biết cái cách qua tầng 2 rồi đúng không? Thì nhiệm vụ của tầng 1 á, anh em có thể làm hoàn thành hết tất cả ha. Anh em mở cái danh sách nhiệm vụ lên nè đó. Thì đây. Và còn một cái nữa thì mình nhận được rất là nhiều comment của các anh em là kêu là những cái nhân vật này đó anh em, những nhân vật của mình nè mà mình kêu mua ở cái video trước trước đó đó, cái video mà mình mới giới thiệu cái tựa game này mình không biết. Thì có mấy bạn chỉ á là không cần phải mua đâu. Mình chỉ cần bỏ sơ một chút ít thời gian ra cài cuốc để kiếm đồ là được anh em. Đây 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 ha. Đây. Thì những nhân vật này hiện tại là anh em thấy đang bị lóc đúng không? Và anh em sẽ kiếm cái này nè, đó, để mở những cái nhân vật yêu thích của các anh em ha. Thì hiện tại là mình có 46 cái thì mình có thể mở được nhân vật cầm song kiếm nè anh em. Đó, thì mở nhân vật nào tùy thích. Thì anh em lên những cái tầng cao cao ở trên nữa đó thì anh em sẽ kiếm những cái miếng màu vàng này nè. Đó. Rồi cái này nữa, để anh em mở những cái nhân vật mạnh ha. Nhân vật mạnh nhất là cái nhân vật Demon này rồi anh em à. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử mở nhân vật song kiếm này cho anh em xem. Thì nhiệm vụ làm đâu ra? Thì đây, anh em coi những cái nhiệm vụ nó có nè. Đó anh em thấy không? 10 cái nè, 10 cái nè, đó. Đó anh em cứ làm đi ha. Rồi chắc chắn là anh em sẽ sở hữu được. Và ở đây nữa nè, anh em hoàn thành những cái nhiệm vụ đây như là giết 30 con gì nè đây nè. Đó. Mình được cái rương nè, nhưng mà chủ yếu là mình lấy cái này để mở nhân vật đúng không anh em? Để mình xài cái bộ kỹ năng mới ha. Rồi đây nữa nè. Đó những cái nhiệm vụ này thì anh em cứ làm đi. Ở đây mình giết mình kêu 1000 con thì mình sẽ được nè. Mình sẽ được một cái con gì đó mà đến 6 sao luôn nè anh em. Rồi cái dương miệng nè ha. Đó anh em cứ canh mà tranh thủ làm những cái nhiệm vụ này là anh em sẽ được những cái món đồ yêu thích thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ra cho anh em coi nè. Mở đi ha, mình sẽ mở như giờ cầm song kiếm nha anh em. Đây. Unlock. Thì bình thường thì mình sẽ bỏ 200 Robux ra để mình mua nhân vật này đúng không anh em? Nhưng mà bây giờ khỏi cần, mình có mình unlock luôn ha. Đó. Và sau khi mà chuyển đổi nhân vật á thì cái cấp độ anh em vẫn còn giữ lại nha anh em. Mà nhân vật mình sẽ cầm thêm đường cây kiếm nữa ha. Song kiếm đó, giờ xài song kiếm. Ở giờ chiêu nè. Đấy. Ngon chưa anh em, thấy phê chưa? Đó. Ôi, cái chiêu này mình thấy mấy bạn lúc trước xài đó anh em. Coi như là bây giờ mình đã upload được nhân vật song kiếm rồi ha. Song kiếm chỉ là một cái nhân vật bình thường cơ bản thôi anh em à. Mình lên upload những nhân vật ở trên đây mới giữ nữa nè, đó, upload những nhân vật trên đây nè mới giữ nè ha. Rồi không sao. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lên tầng 2 nha anh em. Bét mỗi tầng thì mỗi khác ha. Rồi mình sẽ chạy lên tầng 2 nè. Đây. Tele lên.
Nói chung là cái game này á, thì lúc đầu mình nghiên cứu thì mình thấy là nó tiêu tốn rất là nhiều Robux, nhưng mà nhờ sự chỉ dẫn của rất nhiều anh em ở hai video lần trước thì mình cũng đã khai sáng được một chút ít rồi. Game này á, nếu mà anh em nào mà muốn nhanh á, sở hữu được nhân vật song kiếm thì anh em bỏ 200 Robux ra. Còn mà nếu chậm á thì anh em chỉ bỏ 1 tiếng đồng hồ ra anh em cài là có nhân vật liền anh em à. 1 tiếng đồng hồ là chậm lắm rồi đó. Chứ anh em bỏ nửa tiếng ra là ok coco rồi em. Rồi thì lên được tầng 2 nè. Đó. Thì sau khi mà anh em hoàn thành những nhiệm vụ thì anh em sẽ được tiếp tục lên trên tầng 3 ha. Nhưng mà anh em phải hoàn thành những nhiệm vụ ở đây. Đây. Đó. Nhiệm vụ ở đây để anh em lấy những món đồ ở trên tầng 2 này em. Còn không á thì anh em cứ thẳng thừng mà tiến thẳng đến cây level 26 để vào dungeon để diệt boss để lên tầng 3 ha. Nói chung là ở từng cái dungeon đó thì anh em khỏi cần mà phải đi kiếm cái dungeon là 21 này 22 23 rồi bắt đầu đến cái dungeon cuối cùng đâu. Anh em chỉ cần đủ cấp độ là nó sẽ mở cái dungeon đó ha, là mình vào mình chiến đấu rồi. Rồi mình sẽ thử chiến đấu một cái dungeon cho anh em xem nè. Đầu tiên là mình sẽ chiến đấu cái dungeon 21 nha anh em, thì mình sẽ nhận được những cái món đồ ở cái dungeon này, nó không có là đồ quý đồ hiếm gì hết. Chủ yếu là cái dungeon cuối cùng á mình mới nhận được đồ vàng đây. Đó anh em thấy không? Đồ vàng nè. Rồi mình sẽ chiến ở 21 ha. Vào ta. Thì mình có thể rủ nhiều bạn khác vào đó. 2 người, đủ 5 người thì sẽ bắt đầu khởi động và vào khu vực dungeon để chiến đấu nha anh em. Còn nếu mà không đủ 5 trên 5 á thì anh em vẫn có thể đi được ha. Một người đi cũng được, anh em tại rủ vào party để đi cho dễ dàng hơn. Bây giờ mình sẽ vượt cây dungeon đầu tiên. 2-1. Giờ chờ điểm ngược thôi anh em à, là vào chiến thôi. Rồi đó. Cái dungeon này mình cũng biết dễ hay không nữa, hiện tại thì mình chuyển sang cầm song kiếm thì sức mạnh của mình cũng gia tăng đáng kể rồi. Bình thường có một cây kiếm thì mình cũng có thể đi từ từ, nhưng mà chậm thôi. Nói chung là một người đi thì chậm, còn hai người đi thì nhanh gấp đôi, ba người đi thì nhanh gấp ba chắc chắn rồi. Bạn này cũng có một bét gướng này rồi, đi nè. Thì thôi, tiến lên. Dungeon có 15, mình level 20 mà sợ gì. Bán luôn nha anh em. Vô. Ui. Trời, cái gì hầm trong nhọn trọt hay ứng à. Ui. Ôi, nó. Rồi, chạy qua đây. Đó, đây từ từ, rồi chạy qua. Có đậu khó khăn nó. Trời ơi, mấy thằng này ra chém nó. Chiêu thức cái mà cả đống cả lèn gì nè. Trời ơi, cũng cầm song kiếm như nhau hết mà. Ông bạn, bạn đó chắc mình nghĩ là cấp 10 bạn đó đã kích hoạt song kiếm lên rồi đó anh em à. Từ. Anh em liều máu anh em chạy qua cũng được nữa, không sao. Ở đây là giết mấy con quỷ bắn là biết. Ui, mạnh dậy. Anh em thấy có hai trái tim máu đây không? Anh em được hồi sinh một lần ha. Trái tim máu mà nó mất hết một trái tim máu ở đây nè, mà anh em chết thêm lần nữa là coi như là mọi thứ xong xuôi. Coi như là anh em có một mạng để vượt cái dungeon 2-1 này. Thôi sắp chết mình luôn ta. Cũng chua chát lắm chứ. Trời, cái gì nữa à? Cùng. Tầng 2 này khó chơi nha anh em, khó chơi à. Cái gì vậy? Rơi, ở trên rơi xuống. Rồi, đây. Chạy lẹ. Với đạn thiệt chứ. Nó bắn kìa đâu. Không sao, chạy luôn. Mình tưởng đâu là nó sực mình cái mình chết mà không chết anh em à. Mình đây có thể né. Ui. Lặng lẽ rồi, qua rồi. Mình sực từng con đi. Chưa nhiều chết à. Rồi, cái chiêu ít cần phải tích trữ kìa anh em. Đó, nó hồi phục khá là lâu với cái chiêu ít đó. Game này thì mình thấy mấy bạn comment là chỉ có level 75 thôi. Không biết tương lai như thế nào, nhưng mà hiện tại mình quay video này thì mấy bạn chỉ kêu level 75 là full này ha. Chém nó. Ê cái. Ui. Lạng né liền. Ôi mấy cái bông hoa này ghê vậy. Ủa nó bắn.
bắn. Tự trông giác giác dằn nạn là con chơi mình luôn anh em. Bấm một hồi máu liền. Trời nó. Mình cứ lụm thức ăn cho bếp đi. Mình lên tầng 2 là mình có thể mua được bếp mới rồi đó. Nè, mình có một cái rương nè ha. À, có áo level 21 luôn, vô tình luôn. Xài vô luôn. Ngon chưa anh em? Ủa gì nữa đây? Cô. Ui. Dạ. Chạy lẹ. Không biết là nó đóng mình rớt xuống dưới là có sell không nữa. Giờ có sell là biết liền à. Đây nè. Xuất hiện nữa nè, rồi. Cái chiêu ít hồi lâu thì anh em mà không sao. Mấy chiêu kia mình cũng đủ hạ cái lũ từ này rồi. Từ từ. Chắc mình nghĩ là nó đẩy mình xuống là mình đi đến một cái khu vực khởi đầu hay gì đó anh em, chứ không chết đâu ha. Không biết nữa. Theo suy đoán của mình là vậy thôi. Chứ nếu mà cho chết đi thì nó khó. Hồi máu. Còn tí chết nha bạn. Trụ con quỷ này đập hiến nè. Đập dắt vò cần cổ à. Kiếm nó á. Ui. Vậy chưa mà, nó chưa xài chiêu kia mà nó. À, nó có cái bông hoa hỗ trợ đằng kia kìa anh em. Biết nãy mình diệt cái bông hoa đó trước được rồi. Bắn nè. Tiêu diệt liền tụi. Tiêu đốt kinh quá. Còn bông hoa này xử luôn, mình phải xử hết lính rồi boss các kiểu rồi mới mở cửa cho mình ha. Đó. Cửa phía trên mở rồi, sống vô. Gì nữa à, mình mới thấy gì chứ á. Có chọt chọt không? Chắc heo thôi, chạy thẳng xuống luôn. Chuẩn bị mình sẽ tiến vào khu vực của lão boss. Dễ mà. Có đâu khó anh em, cứ từ từ đi thôi. Mấy cái đồ này anh em muốn xài bán lấy tiền ha. Còn ấy thì mình cất rương. Anh em nào không mua Game Pass VIP á, thì anh em có 20 ô chứa trong rương ha. Còn anh em nào mà có Game Pass á, thì có đến 60 lần. Tại vì nó tăng cho anh em thêm 40 nữa. Nào có Game Pass lợi lắm anh em mà. Trời ơi, ở đây 2 boss luôn hả? Cắn vậy. Hồi máu. Trời ơi, mà yếu lên chém nhanh đã thiệt anh em. Chém kìa. Nó phải như vậy. Nào nữa. Chịu nó. Thôi cầm xong chiếu kiếm mình chém điên đầu cùi đầu cùi cổ. Để né nè bạn ơi. Mọi chuyện có để mình lo. Một em đi chầu ẩm ti. Còn em nào nữa không? Tụi bắn kìa. Mấy quỷ cầm dằn nạn này ghét ghê luôn. Chống. Chơi con này luôn. Ghê vậy ta. Bước vô đây. Chiến thắng chắc rồi. Rồi cầm xong kiếm chém đã thiệt anh em. Cái ghiền luôn á. Mình chém kiểu này chỉ con boss chỉ có nước than trời đất rồi, trời còn một hồi máu nữa nè. Chống đi. Bước vô đây. Né ra liền. Ui cha. Ê, ngất lâu nha, rồi xong. Đó. Vậy là xử xong một cái dungeon. Hoàn thành. Chỉ là cái dungeon phụ thôi anh em à. Được cái kiếm 21. Mở cái rương này nè. Cái rương này có đồ ngon lắm nè. Từ ơi. Sao thất bại vậy, xong cái đồ tím. Đồ này ai xài. Anh em mà có Game Pass anh em sẽ mở được 2 rương một lượt ha. Trời, bạn đó còn tệ hơn mình nữa anh em, đồ trắng luôn. Chắc là cũng ham hố rương vàng á, mình bị mấy rương vàng tròn mấy lần rồi. Có khi đồ quý của mình là nằm bên rương vàng sao ta? Rồi. Bét nè, để mình đi kiếm con bét mới coi anh em à. Đâu rồi ta? Chỗ mua bét đâu? Chỗ mua bét chắc đâu bên đây nè. Bên đây có chỗ úp vũ khí nè. Mình đang xài kiếm gì ta? Tờ cốc.
Ui, mình có được cái kiếm legend. Nói gì thì nói chứ cũng xài cái cây kiếm 21 để anh em à, tới 420 lần rồi. Cái kiếm này bình thường 320 rồi, cái kiếm 21 này nó hơn chỉ có 100 chứ nhiều anh em. Cái này cộng 10, cái này được cộng 7 à. Cộng cái kiếm kia ngon hơn á. Cộng cái kiếm legend này nè. Mình cộng xong cái mình hết mua quét luôn á. Rồi xong trớt à. Mạnh vô. Ráng lên. Sao rớt không vậy? 63% mà. Ừ. Thôi để dành tiền không biết con bét nhiêu anh em nữa. Ở đây là mình bán đồ mình lấy tiền ha đó. Có thể mình bán những cái cây này nè. Đó, anh em cứ bấm vào ha. Những món này anh em cần bán đó. Chắc chắn là phải săn đồ để đi bán rồi anh em à. Đây nè. Cái này không xài nè. Bán mấy đồ trắng chứ. Mấy đồ kia giữ lại đó. Được 10.000 tiền nữa rồi. Để coi bét. Bét như thế nào đây. 25 là đi map cuối được rồi. Đúng rồi. Tại vì nó theo đẳng cấp mà anh em. Cái này nó theo đẳng cấp 26 lận. Nhưng mà có thể là nhờ sự trợ giúp của mấy bạn khác. Mà sợ không mở map cuối không cho anh em đi thôi. Bét đâu ta? Mình không thấy chỗ bán bét luôn nha. Nhảy đây coi coi. Chết nè. Mà cái chết lấy đồ chứ. À cái chết này aura. Ủa sao nhìn aura này quen lắm đó anh em. Ủa sao giống cái game Super 2 quá à ta. Aura giống game Super 2 đó. Khi nào cũng hát. Trời kìa bạn kia mua trứng thú và cho thú ăn kìa anh em. Mình cũng mua bạn trứng cơ. Ở đây thì cái con ếch này nè ha. Rồi cái con này nè là đỉnh cao. Một trứng là 5.000 tiền. Rồi ok. Mua mở ra luôn anh em à. Đó. Mình sẽ bấm vào thức ăn ha. Thức ăn này là một lần là 5 nè. Đó. Anh em cho ăn 10 cái. Anh em cho ăn 10 cái là nở rồi. Ok. Trứng con gì đây? Con gì đây? Lấy rừng. Ếch già. À, ếch con đi. Vậy cây á? Không được hả? Vậy là bé ếch. Đó. Ơi, quất này. Nó có chiêu nè anh em, nó có chiêu số 1 nè. Mình có thể mình cho nó ăn thêm vô để cho nó tiến lên ha. Còn mấy thì mình mua thêm một trứng nữa. Mình sẽ mở một cái con bét ngon. Nói chung là cái game này anh em vừa phải đi kiếm vũ khí mà cũng phải vừa farm cấp và cũng phải vừa mở bét nữa các kiểu. Trời ơi. Căng nha. Nè cái trứng nè, nó đi theo anh em vậy ha. Là mình cho nó ăn đi. Cái này lần 3 kinh nghiệm. Anh cho ăn đồ tốt luôn nè. Nở ra cái trứng ngon ngon đó nha không. Khui. Tầng 3 sẽ có trứng khác nha anh em. Ừ đó ra phải vậy. Phải lấy dần không. Nhím con. Rồi. Thôi ơi. Cùi hết của ếch của mình nữa. Cái này anh em phải bỏ tiền kìa. Rồi. Mình xài con ếch này đi, mình nâng cấp nó lên ha. Anh em nâng cấp cũng vậy, mình cho nó ăn như thế này. Đó. Nó để là level nè. Đó trên 20 thì nó full là 20 cấp nha anh em. Đó, mình cứ cho nó ăn như thế này. Nó sẽ full cấp. Vô. Mình thấy mình thồn cho cái con kia nó hồi máu cho mình có lý hơn đó anh em à. Rồi không sao. Mình cứ thồn đi ha. Ba cái này để chi nhiều. 15 cái nữa. Rồi ok. Rồi max level. Đi theo chơi con ơi.
Bây giờ mình sẽ vượt một ải nữa rồi, mình nghỉ nha anh em. Nhưng mà mình thấy video cũng khá là dài rồi đó. Ở đây mình chưa đi được cái ải ải 22 này, mình phải farm thêm cấp nữa. Chứ là farm thêm cấp nữa rồi. Mình vượt ải nữa là nghỉ ta. Ở đây mình sẽ có rủ những bạn khác đi cùng ha. 21 là rủ rê được rồi. Biết mấy bạn có đồng ý hay không thôi. Còn muốn farm cấp này ra có thể farm mấy con này để anh em hoàn thành nhiệm vụ á. Tại có một cái nhiệm vụ riêng đó anh em. Top cái này đi. Có một bạn đồng ý đi cùng mà trời. Căng vậy. Căng quá heo. Đó không sao. 22. Phải vượt ải luôn chứ. Kiếm chút ít đồ anh em à. Kiếm đồ tím tím cũng được, hoặc là đồ xanh xanh dương cũng được nữa. Cho đồ trắng trên cấp mình cũng tốt, xài vẫn ngon. Mà căn bản là kiếm đồ về bán kiếm tiền anh em à. Ngon lắm. Trộn gì vậy? À bị con này bao dây à. Rồi sẽ giết nó thôi, trời đơn giản vậy. Ái dễ vậy. Ôi, chơi nó. Trời, cái con này mạnh quá anh em ơi. Chắc phải lấy cái con kia ra để cho nó có năng lực hồi máu cho mình chứ mấy chết thì chạy liền. Trời ơi, tưởng gì dũng mãnh lắm, chạy đi đâu. À, trốn rồi, vui hẹn trốn à. Nó chiêu con ếch này là cái gì vậy ta? Mình có được một mạng nha anh em. Ví dụ lỡ rớt dưới rồi sao? Toàn chứ sao? Thì chứ mình chơi mấy cái trò chơi này dở lắm. Vậy cũng qua được nữa. Hư ơi! Làm nhảy được cái kiểu ghê lắm, cái cầu thang đi lên. Căng thiệt. Đúng căng luôn. Rồi vòng qua đây. Kè boss kìa anh em. Mình thấy con boss trốn dưới kìa. Ui sập cầu. Con boss này được lắm. Nó dụ mình. Ui. Ôi chết rồi. Mạnh quá. Này phải đổi sang con bét này thôi anh em à. Không cho mình đổi bét luôn. Chết rồi. Ở trong đây không cho mình đổi bét anh em à. Vậy cứ từ từ đi ha. Đánh từng con một thôi. Đừng có căng quá. Chịu không nổi. Cứ từ từ mình công vào. Tới đâu hay tới đó vậy. Con boss chỉ là một con nhím già đó thôi mà. Vậy mà phải gian nan để giết nó. Nó mấy con quỷ bắn anh em. Bắn một máu quá. Chửi nó ít. Khô máu nó. Trời ơi, cầm thanh kiếm chém sướng thiệt chứ. Xong. Giải quyết sạch sẽ. Trời ơi, con quỷ này còn sống. Nói. Gì nữa đây, rồi nữa. Cầm đầu. Cái dạng chủ mưu đó anh em. Đội trưởng của nó. Ừ, cắn nó. Vô chứ. Ui tôi. Dậy. Giết chết bây giờ. Trời ơi nó mạnh quá ơi. Mới cấp 21 vào đây sung. Cắn nó. Tốt. Thôi nó cắn 2000 mấy máu anh em. Kinh vậy.
Mình đứng đây mình chờ hồi máu, bây giờ mình chết cái nữa là coi như toang luôn á. Rồi xong. Không qua được ải này rồi. Dungeon fail. Rồi được rồi anh em. Ở những video sau thì mình sẽ cố gắng cài mạnh mẽ lên để mình lên tầng 3 ha. Rồi video ngày hôm nay thì cũng cảm ơn anh em và bạn đã bỏ mất thời gian ra theo dõi video. Và hẹn gặp anh em và bạn trong video lần sau và kế tiếp của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em nha.